chào quý vị và các bạn, đây là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa rét trở lại. Hôm nay tại Hà Nội, hàng nghìn người cùng tham gia chạy để huy động đóng góp giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Hậu quả thua lỗ của các doanh nghiệp hàng hải và đóng tàu, những con tàu nghìn tỷ nằm chờ đắm trên khắp các hải cảng của Việt Nam. Tin quốc tế, Nhật Bản tuyên bố có thể sẽ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Tại Ai Cập, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống. Ngày hôm nay, miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh được tăng cường xuống từ phía Bắc, trời chuyển mưa rét với nhiệt độ giảm khoảng từ 3 đến 5 độ so với trước đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cảm giác giá rét sẽ còn duy trì trong tuần sau khi miền Bắc liên tiếp đón nhiều đợt không khí lạnh mới. Khu vực ảnh hưởng trước tiên là các tỉnh vùng núi phía Bắc khi ngay từ chiều tối qua, phần mây phía trước của khối khí lạnh đã gây mưa cho khắp khu vực. Ngày hôm nay, vùng mưa đã mở rộng dần xuống các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tuy khối không khí lạnh tăng cường có cường độ không quá mạnh, song vẫn làm cho nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm từ 3 đến 5 độ do có kèm theo mưa, đồng thời trên nền nhiệt thấp sẵn có nên trời chuyển rét khắp Bắc Bộ. Chiều và đêm nay, khối khí lạnh được đẩy xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ. Mưa tại Bắc Bộ giảm nhanh nhưng trời vẫn nhiều mây và độ ẩm không khí ở mức rất cao. Nhiệt độ toàn miền phổ biến ở ngưỡng thấp từ 17 đến 19 độ, trời rét cả ngày. Đến đêm nay, nhiệt độ giảm xuống 15 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và từ 10 đến 12 độ ở vùng núi cao. Còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay giảm xuống 22 đến 24 độ, đến đêm nay giảm xuống 17 đến 18 độ, trời rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng 3 đến 4 đợt không khí lạnh. Đến ngày mùng 3 và mùng 5 tháng 12, miền Bắc tiếp tục đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh, nên nhiệt duy trì ở mức thấp và có mưa trên diện rộng. Vì vậy, cảm giác rét lạnh sẽ còn kéo dài suốt tuần sau. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên hội Người Khuyết tật Việt Nam đã tổ chức meeting, giao lưu và các hoạt động hưởng ứng quốc tế người khuyết tật. Tại sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật năm nay có 20 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với 300 cơ hội việc làm, thu hút được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Việt Nam hiện có trên 6,7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật luôn là sự ưu tiên của các cấp các ngành. Với 300 cơ hội việc làm sẽ tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội vượt lên khó khăn, hòa nhập cộng đồng và sống có ích. Bên cạnh sàn giao dịch việc làm, trong buổi meeting sáng nay đã có 42 gian hàng trưng bày sản phẩm của người khuyết tật và nhiều hoạt động văn hóa thể thao khác đã được tổ chức. Trong những năm qua, hệ thống pháp luật chính sách về người khuyết tật ngày càng hoàn thiện, khẳng định trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật. Người khuyết tật ngày càng có nhiều cơ hội học văn hóa, học nghề, tìm kiếm việc làm theo khả năng của mình, tiếp cận thông tin văn hóa, hoạt động thể thao giải trí. Đúng 7 giờ 30 phút sáng nay, hàng nghìn người đã tham gia cuộc chạy vì trẻ em 2012 tại khu vực Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Đây là hoạt động từ thiện thường niên nhằm quyên góp tiền ủng hộ chữa bệnh cho trẻ em nghèo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức. Khoảng 7.000 người, bao gồm học sinh, sinh viên, nhân viên các công ty tổ chức từ thiện tham gia. Ngoài đối tượng thanh niên, cuộc chạy còn có sự góp mặt của nhiều trẻ em, người cao tuổi và bạn bè quốc tế. Đây không phải là cuộc đua, không có giải thưởng và không có người thắng cuộc. Tuy nhiên, hàng năm, chương trình đều thu hút hàng nghìn người tham gia. Tính đến thời điểm này, chạy vì trẻ em 2012 đã nhận được 1 tỷ đồng ủng hộ. Số tiền này sẽ được chia đều cho 3 đơn vị, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Quỹ Nhịp Tim Việt để điều trị cho các trẻ em nghèo. Chạy vì trẻ em tiền thân là cuộc chạy Telefrost do Đại sứ quán Canada phát động. Năm 2011, cuộc chạy vì trẻ em cũng huy động được 7.000 người tham gia, gây quỹ 1,1 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia kế hoạch tổ chức xe ô tô đưa công nhân lao động về quê đón Tết Quý Tỵ năm 2013. Việc tổ chức chương trình này nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch dự kiến, Liên đoàn sẽ bố trí 35 xe phục vụ cho hơn 2.000 công nhân lao động về quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong 2 ngày 26 và 27 Tết, tức ngày mùng 6 và 7 tháng 2 năm 2013 dương lịch, sẽ có 5 địa điểm đón công nhân tại các khu công nghiệp. 5 tuyến xe dự kiến bao gồm Hà Nội Thanh Hóa, Hà Nội Nghệ An, Hà Nội Hà Tĩnh, Hà Nội Quảng Bình và các tuyến phía Bắc. Đối với các tuyến phía Bắc, nếu đủ 30 công nhân lao động đăng ký trở lên, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức xe đón, tránh tình trạng lộn xộn, bố trí người đi không đúng đối tượng, không đúng tuyến. Các công đoàn cơ sở sẽ rà soát lập danh sách nhu cầu đi thực tế, cũng như quê quán, nơi cư trú của công nhân lao động. Các đơn vị lập danh sách công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đăng ký về quê ăn Tết trước ngày 15 tháng 12 năm 2013 để bố trí phương tiện và phát vé tới công nhân lao động trước ngày 10 tháng 1 năm 2013. Đồng thời giao Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị vận tải số lượng phương tiện, đảm bảo chất lượng đưa công nhân lao động về quê an toàn theo đúng số lượng, thời gian và tuyến đường. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, tại thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, một chiếc cần cầu dài hơn chục mét đang thi công tháo dỡ cầu tạm rạch Vồn đã bất ngờ đổ sập, đèn hắt 3 nhà dân. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, vào thời điểm đó, tài công lái chiếc cần cầu đang nổ máy, chuẩn bị nhổ cọc sắt thì bất ngờ cần cầu bị tuột chốt gài, quay ngang, đổ ập xuống, đè bẹp chiếc ghế ngồi, hất người tài công rơi lọt thỏm trong khung sắt, bị thương nhẹ. Chiếc cần cầu đã đè sập 3 căn nhà của người dân nằm sát bên cạnh cầu. Rất may lúc này trong 3 căn nhà không có người. Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và tìm cách khắc phục sự cố. Vừa qua, trong quá trình đào móng xây nhà, một hộ dân trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu dưới lòng đất. Qua xác minh, quả bom có khối lượng lên tới 350 kg do Mỹ thả xuống vào những năm 70 của thế kỷ trước. Chủ nhân của ngôi nhà là chị Đỗ Thị Lệ Huyền, ở tổ 14B, phố Phú An, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ. Ngay sau khi xác định đó là một quả bom, gia đình chị Huyền đã báo cáo chính quyền địa phương và các ngành chức năng xử lý. Qua kiểm tra xác định, quả bom có trọng lượng trên 350 kg, đường kính 30 cm và dài 1,2 m. Loại bom này rất nguy hiểm lại nằm sát khu dân cư nên người dân địa phương rất hoang mang lo lắng. Hiện tại, thị xã Phú Thọ đã cắt cử cán bộ quân sự và công an trực 24/24 để phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm có phương án giúp địa phương tháo dỡ và tiêu hủy quả bom này nhằm đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho nhân dân, đặc biệt là những hộ dân xung quanh khu vực. Tuy nhiên, nhiều người dân ở đây cho rằng quả bom cần phải di rời gấp đến nơi an toàn nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Được biết, phố Phú An, phường Phong Châu là khu vực từng hứng chịu nhiều trận bom ác liệt của đế quốc Mỹ, bởi đây là địa điểm có nhiều cơ quan quan trọng. Thiếu nước, sử dụng nước không hợp vệ sinh. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có ở thôn quê, miền núi, thì nay lại xảy ra ngay tại các khu chung cư cao tầng ở thủ đô. Từ nhiều năm nay, người dân ở cụm chung cư Cầu Bươu, Hà Đông, Hà Nội đang sử dụng nước bẩn. Với những hình ảnh mà nhóm phóng viên VTC14 ghi nhận, có lẽ hàng nghìn cư dân thủ đô này khó có thể tin rằng nguồn nước mình đang sử dụng là an toàn. Nhiều năm nay, đây được xem là vật dụng thiết yếu trong căn nhà của vợ chồng anh Hoàng Hữu Tuấn, khu chung cư Cầu Bươu, Hà Nội. Đầu tư 3 triệu đồng, thiết bị này phần nào có thể làm cho gia đình anh yên tâm hơn với nguồn nước sinh hoạt. Nếu không, những vi sinh vật tưởng như chỉ xuất hiện ở cống rãnh lại có trong nguồn nước ăn uống hàng ngày của gia đình. Tủ quần áo của gia đình anh chị không phải ngẫu nhiên mà ít quần áo trắng. Đây có 2 hàng áo để em so sánh này. Đây là hàng Mango nhé, một cái thương hiệu nổi tiếng này. Và đây là hàng Việt Tiến này. Hàng này thì ra được 2 lần đã bị ố ngạt. Tắm rửa vệ sinh, đôi lúc hàng bẩn quá là vẫn phải cố gắng chắt chiu từ cái giặt mình tắm xong rồi mình lại lấy cái nước bẩn, nước sạch mình tráng lại người để cho nó an toàn về nó không bị nhiễm bẩn vào người. Đây cũng là tình trạng chung của hơn 1.000 người tại khu chung cư Cầu Bươu này. Đây là quả số 1 của LO. Cẩn thận hơn, gia đình bà Hoa còn lắp đặt 2 hệ thống lọc nước. Một ngoài cửa, một trong nhà. Số tiền đầu tư lên tới chục triệu đồng. Ban quản trị khu chung cư nhiều lần đã kiến nghị chủ đầu tư và ban quản lý thực hiện xét nghiệm nước, nhưng đâu lại vào đấy. Phải xét nghiệm nước 6 tháng 1 lần và có có kết quả xét nghiệm để dán lên để cho người tiêu dùng, tức là người dân mua nhà biết để mình họ đang dùng, đang ăn cái gì, đang uống cái gì, đang dùng cái gì về chất lượng nước. Nhưng mọi cái đó đều không có hiệu quả và người ta không thực hiện như thế. Cho đến giờ phút này đấy, tại đây bây giờ đấy là người dân cũng chưa được nhìn cái phiếu xét nghiệm nước bao giờ. Mỗi tháng, hơn 1.000 người dân khu chung cư này phải sử dụng 5.000 mét khối nước. Nguồn cung cấp này được lấy từ nước khoan, thông qua bể lọc cát đơn giản, rồi chuyển đến các hộ gia đình. Chung cư cao tầng vẫn được kỳ vọng là nơi đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân thủ đô. Thế nhưng, câu chuyện nhỏ tại khu chung cư Cầu Bươu lại khiến người ta giật mình, khó như có nước sạch ở chung cư. Chi cục đo lường chất lượng thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, sau hơn 6 tháng thử nghiệm gắn máy in chứng từ tự động cho cột xăng, đa số quản lý các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều đánh giá việc lắp thiết bị này mang lại nhiều thuận lợi. Sau đó sắp tới, đơn vị này sẽ cho lắp đặt thêm thiết bị in chứng từ tự động tại 500 cây xăng trên địa bàn. Theo đó, mỗi vòi bơm trên cột xăng được lắp đặt một máy in chứng từ tự động. Sau khi bơm xăng cho mỗi khách hàng, nhân viên chỉ cần gắn cò bơm vào cột, ngay lập tức máy in sẽ tự động in chứng từ ra cho khách hàng. Nội dung của chứng từ bao gồm tên, địa chỉ cây xăng, số lượng, đơn giá, tổng tiền khách phải trả, phút, giờ, ngày bơm xăng. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng kiểm tra xác nhận về việc mua hàng của mình có đúng với giá trị số tiền mà mình đã bỏ ra hay không. Đó cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng về đo lường và chất lượng xăng dầu. Tuy nhiên, việc lắp đặt này làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, với chi phí gắn một bộ thiết bị khoảng 10 triệu đồng. Mặt khác, kết quả thử nghiệm cũng cho thấy có tới 30% khách hàng không lấy chứng từ hoặc lấy chứng từ xem xong thì xả ngay xuống khu vực trụ bơm xăng dầu. Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 50.000 trụ bơm xăng, riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 trụ. Không có hàng để chờ hàng, cũng chẳng thể cho thuê. Nhiều con tàu của các doanh nghiệp vận tải biển hiện đang nằm vất vưởng trên khắp các cảng biển từ Bắc vào Nam, thậm chí ở nhiều cảng biển khác trên thế giới. Chúng hầu như không hoạt động và trở thành những con tàu sắp chết. Sau suy thoái kinh tế và sự thua lỗ của những tập đoàn hàng hải được cho là danh tiếng, những con tàu kiểu này xuất hiện ngày một nhiều. Một số chuyên gia hàng hải nhận định, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì số tàu chết sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiếp tục gia tăng. Tàu Speedy Falcon của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam. Đã hơn một năm, con tàu ngưng hoạt động và neo đậu tại khu vực Hòn Miều, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Speedy Falcon mang quốc tịch Mông Cổ và đã có tuổi đời lên đến 33 năm. Trong trào lưu mua sắm tàu biển, khi mà ngành vận tải biển còn phát triển cực thịnh như năm 2006-07 thì nhiều chủ đầu tư đã mua về những con tàu được coi là siêu trường, siêu trọng nhưng mà có tuổi đời đều xấp xỉ 30, công nghệ thì cũ kỹ lạc hậu và thậm chí là không đủ điều kiện đăng kiểm tại Việt Nam. Con tàu Speedy Falcon này cũng là một trong rất nhiều những con tàu hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng và đang nằm tại rất nhiều các vùng biển của Việt Nam hiện nay. Sau khi chạy được một chuyến hải trình sang Trung Quốc, con tàu đã neo đậu tại khu vực này từ tháng 11 năm 2011 đến nay trong tình trạng không nhiên liệu. Nhiều bộ phận trên con tàu đã bị rỉ sét. Những nắp hầm hàng như được gắn chặt kiên cố, không thể dịch chuyển. Tời neo cũng chẳng còn hoạt động. Hệ thống đèn và còi cảnh báo an toàn cũng đã bị hỏng. Một trong lý do chính là do những cái vấn đề về kinh tế, khả năng chạy tàu. Trong cái tình hình chung của cả cái đội tàu ở Việt Nam, chứ không phải riêng cái đội tàu của Falcon này, có rất nhiều chủ tàu phải dừng tàu lại. Ngay trên vùng biển Quảng Ninh, không chỉ Speedy Falcon mà còn tàu Green Sea của công ty vận tải Viễn Dương Vinasinline cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Neo đậu tại khu vực Hòn Nét hơn 7 tháng, cũng chừng đó thời gian, con tàu như một tảng sắt nổi khổng lồ nằm bất động giữa biển khơi. Nhiên liệu cạn kiệt, hệ thống máy móc bị hỏng, không thể hoạt động. Tầm gần 7 tháng nay là máy chính là không có chạy gì cả. Và dưới bùng máy này là lúc nào cũng tối như thế này. Không có điện đóm gì cả. Và dầu mỡ thì là cũng chỉ còn một ít và chúng tôi phải gạn từng tí một để chạy. Câu chuyện về con tàu Speedy Falcon hay Green Sea không phải là hiếm gặp trên khắp các cảng biển từ Bắc vào Nam. Những cái tên như Newson, Sông Danh, Diamond Way, Hoa Sen, Vinashin Atlantic hay Sea Eagle đều đang rơi vào tình trạng nằm chiều chết. Chúng đều thuộc chủ sở hữu của công ty Vinashin Lines. Là một cái nguyên nhân rất quan trọng là cái tình trạng suy thoái kinh tế, rồi cái lượng hàng hóa, giá cước hiện nay là đang ở mức độ lượng hàng hóa thấp, giá cước ở mức độ rất thấp, nên là cái tất cả những con tàu nằm bờ chúng ta đều là đi vào khai thác đều là chịu lỗ rất cao. Theo con số thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, hiện có 43 tàu đã neo đậu lâu ngày tại nhiều cảng biển. Tuy nhiên, theo nhận định của một số chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, hiện có khoảng 50% trong tổng số 130.000 tàu biển của chủ tàu Việt Nam đã nằm tại chỗ lâu ngày vì không có hàng hay hoạt động mà không có doanh thu. Và với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì số tàu chết sẽ không dừng lại mà còn tiếp tục gia tăng. Nhìn những con tàu to lớn giá hàng trăm tỷ đồng bị mục nát giữa biển khơi mới thấy tội của những người sắm giá nó. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Nhật Bản tuyên bố có thể sẽ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên. Tại Ai Cập, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Tổng thống. Brazil thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên ngày hôm qua đưa tin, nước này đã lên kế hoạch phóng một quả tên lửa tầm xa trong tháng 12. Phản ứng trước thông tin này, chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ xem xét đến việc bắn hạ nếu quả tên lửa này rơi xuống lãnh thổ của họ. Thông tin về vụ phóng tên lửa tầm xa được cơ quan thông tấn của Triều Tiên đưa ra chỉ một ngày sau khi Chủ tịch nước này gặp gỡ một phái đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ngay sau động thái này của Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tổ chức một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto, Ngoại trưởng Koichiro Genba và Chánh Văn phòng Nội các Osamu Fujimura nhằm thảo luận đối sách cho vấn đề trên. Nếu Triều Tiên thực sự đi đến việc phóng tên lửa tầm xa, thì đó là một quyết định đáng tiếc. Không chỉ có Nhật Bản, mà cộng đồng quốc tế cũng sẽ có biện pháp mạnh để đối phó với việc này. Theo công bố của phía Triều Tiên, rằng đường bay của tên lửa sẽ hướng về phía Nam, tương tự như lần phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4 năm nay. Do đó, chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét khả năng bắn hạ tên lửa này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã ra lệnh chuẩn bị triển khai tên lửa đánh chặn và thực hiện các bước cần thiết sau đó. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã hạ lệnh triển khai một hệ thống đánh chặn tên lửa PAC-3 và tàu khu trục trang bị hệ thống phòng vệ Aegis để sẵn sàng bắn hạ tên lửa tầm xa của Triều Tiên trong trường hợp nó gây nguy hại cho phía Nhật Bản. Vào ngày hôm qua, nhiều đảng phái và phong trào Hồi giáo đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước cửa trường đại học Cairo ở thủ đô nước này nhằm bày tỏ ủng hộ đối với sắc lệnh tuyên bố hiến pháp được Tổng thống Mohamed Morsi ban hành hôm 22 tháng 11 và yêu cầu áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất của phe Hồi giáo kể từ khi Tổng thống Morsi tuyên thệ nhậm chức vào cuối tháng 6 và diễn ra trong bối cảnh các lực lượng chính trị đối lập cũng đã biểu tình rầm rộ tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo, cũng như tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước từ 10 ngày qua. Ít nhất 200.000 người đã tham gia biểu tình do lực lượng Hồi giáo thân Tổng thống Morsi phát động. Những người biểu tình tập kết trước cửa trường đại học Cairo từ trưa bằng hàng trăm xe buýt và các phương tiện cá nhân, sau đó hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Morsi, ủng hộ bản dự thảo hiến pháp được Hội đồng lập hiến gấp rút thông qua ngày 29 tháng 11 và đòi thiết lập nhà nước Hồi giáo. Những người biểu tình cũng chỉ trích các đảng phái tự do và cánh tả đối lập, cho rằng họ đang kích động, gây chia rẽ giữa chính quyền và Tổng thống Morsi với ngành tư pháp. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu vào ngày 15 tháng 12 trong cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi và là trung tâm của những bất đồng ngày càng lớn giữa các lực lượng chính trị ở Ai Cập. Trong khi đó, nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu và là cựu giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Mohamed El-Bradei cho rằng ông Morsi đã đưa ra trưng cầu dân ý một bản dự thảo hiến pháp vi phạm các giá trị chung. Sáng nay ngày 2 tháng 12, tại Nhật Bản đã xảy ra một vụ sập đường hầm nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra bất ngờ đã khiến ít nhất 7 người cùng hàng loạt các phương tiện giao thông bị chôn vùi. Vụ sập hầm xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương tại đường hầm Sasago thuộc tuyến cao tốc Chuo, cách thủ đô Tokyo khoảng 80 km về phía tây. Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết đoạn đường hầm bị sập dài khoảng 100 mét. Camera giám sát cho thấy vụ sập hầm đã khiến nhiều ô tô bị mắc kẹt và làm xuất hiện khói đen bốc lên trong đường hầm. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy một phần mái của đường hầm bất ngờ rơi xuống khi họ đang điều khiển xe. Vụ việc đã khiến ít nhất 3 chiếc xe ô tô bị nghiền nát và 2 người phụ nữ bị thương. Tại thời điểm đó, trên xe có tôi và 5 người nữa. Tôi không biết hiện giờ họ sống sót ra sao và cũng không biết có bao nhiêu chiếc xe bị kẹt trong đường hầm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên cứu thương và nhân viên cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Tuy nhiên, do những đám khói đen dày đặc cùng với những lo ngại về khả năng đường hầm tiếp tục bị sập, nên công tác cứu hộ được triển khai thận trọng và gặp nhiều khó khăn. Hiện nhân viên điều hành đường hầm cũng như các nhà chức trách địa phương chưa thể đưa ra nguyên nhân của vụ việc. Đường hầm này cũng đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ quá trình điều tra. Vào ngày hôm nay, nhiều khu vực ở California, Mỹ đã phải đối mặt với tình trạng mưa to và gió lớn. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ, một trận bão lớn sẽ tấn công California vào đêm hôm nay và ngày mai. Những cơn mưa nặng hạt và những trận gió lớn với tốc độ 130 km/h đã quét qua nhiều khu vực miền núi ở California. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Mỹ đã cảnh báo lũ quét và sạt lở đất sẽ xuất hiện tại các khu vực này trong thời gian tới. Hiện những cảnh báo bão đã được phát đi trên khắp miền Bắc và Trung California. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân gia cố lại nhà cửa và không nên đi ra ngoài nếu không cần thiết. Người dân tại vùng Chuki, một ngôi làng tại phía tây bắc San Francisco, đã dùng các bao cát để chắn hai bên bờ sông Chuki nhằm tránh việc nước sông tràn bờ. Đây là khu vực được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bão này. Giới chức địa phương cũng đã cảnh báo về tình trạng mất điện có thể xảy ra trong vòng 24 giờ tới. Ngoài ra, khoảng hơn 200 chuyến bay đã thông báo hủy trong ngày hôm nay. Đây là cơn bão lớn thứ 3 xuất hiện ngay sau 2 cơn bão trước chỉ trong vòng 4 ngày trong mùa mưa năm nay tại California. Trước đó, 2 cơn bão lớn đã xuất hiện ở California, khiến hàng nghìn người dân phải sống trong cảnh mất điện. Tiếp theo là các tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Vào ngày hôm qua, ít nhất 2 người thiệt mạng và 30 người bị thương khi một chiếc xe buýt cao khoảng 2,5 mét thuộc công ty dịch vụ xe khách Miami đâm vào một cầu vượt tại sân bay quốc tế Miami của Mỹ. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế cố tình điều khiển chiếc xe có chiều cao vượt quá quy định chạy qua cổng vào. Theo quy định, xe buýt này phải lưu thông qua khu vực khởi hành, nơi có trần cao hơn. Hiện phía cảnh sát đang cố gắng liên lạc với người nhà của nạn nhân và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm nay đưa tin có 16 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi một mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc bị ngập nước khuya ngày 1 tháng 12. Thời điểm nước tràn vào hầm mỏ có 22 công nhân đang làm việc, 6 người đã may mắn thoát lên mặt đất. Nhà chức trách địa phương đã điều động các lực lượng cứu hộ tới hầm mỏ gặp tai nạn và tiến hành bơm nước ra khỏi hầm mỏ này. Nhà chức trách địa phương cũng cho biết tai nạn xảy ra tại hầm mỏ có giấy phép hoạt động tại tỉnh Hắc Long Giang. Vào sáng ngày hôm nay, các tay súng Taliban đã bất ngờ tấn công một tổ hợp sân bay chung của Mỹ và Afghanistan, nơi có một căn cứ chủ chốt của NATO ở miền đông Afghanistan khiến 12 người thiệt mạng. Ngay sau đó, nhiều máy bay trực thăng bắt đầu xuất hiện và xả súng vào bên trong một khu vực thuộc tổ hợp sân bay, nơi tình nghi đã bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ. Trong những ngày này, thủ đô Doha của Qatar đang chào đón hàng nghìn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới về dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu lần thứ 18, nhằm tuyên truyền rộng rãi hơn chủ đề bảo vệ môi trường, hướng tất cả mọi người đến những hành động xanh, góp phần gìn giữ bầu khí quyển trong lành. Hội nghị lần này đã mở một triển lãm đặc biệt mang tên Triển lãm bền vững ngay tại trung tâm triển lãm Doha. Thời gian diễn ra triển lãm là cơ hội để các đơn vị tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới, trưng bày các mẫu thiết kế thân thiện với môi trường như những chiếc ghế làm từ vật liệu tái chế hay những chiếc xe đạp cho phép mọi người vẽ tranh ngay cả khi đang rèn luyện sức khỏe. Trong số các nội dung của triển lãm, hoạt động phổ biến nhất phải kể đến chiến dịch 1 triệu cây xanh được tổ chức bởi chương trình quốc gia về hành động lý tưởng của Qatar. Tại đây, khách tham quan được phát miễn phí những cây xanh vốn được công viên lớn nhất ở Qatar cung cấp để đem về nhà trồng. Tất cả các cây ở đây đều được lựa chọn dựa theo điều kiện tự nhiên của địa phương. Do đó, chúng không cần nhiều nước, dễ thích nghi với khí hậu của Qatar và có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho con người. Cũng theo các tình nguyện viên, chiến dịch 1 triệu cây xanh bắt đầu cùng thời điểm với hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hoạt động của chiến dịch này sẽ còn kéo dài trong khoảng thời gian 1 năm. Trong năm nay, tất cả số cây được đem đi trồng sẽ được theo dõi và ghi lại quá trình phát triển. Đây chính là một trong những hoạt động nằm trong nỗ lực cải thiện môi trường sống tốt hơn cho người dân Qatar. Thông qua triển lãm này, Qatar muốn cho thế giới thấy rằng họ đang rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời sẵn sàng đóng góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ trái đất trong lành. Vào ngày hôm qua, Brazil đã đánh dấu sự khởi đầu của mùa Giáng sinh với lễ thắp sáng cây thông Noel nổi lớn nhất thế giới với chiều cao 85 mét. Đây cũng là một trong các sự kiện thu hút nhiều khách du lịch ở Rio de Janeiro. Không khí Giáng sinh đã trở nên rộn ràng ở Brazil khi hàng nghìn người đã tụ tập tại thành phố Rio de Janeiro để chiêm ngưỡng cây thông Noel nổi trên mặt nước lớn nhất trên thế giới, được thắp sáng ở trung tâm thành phố này. Khoảng 100.000 người đã tập trung ở hồ Rodrigo de Freitas để xem màn trình diễn pháo hoa đặc sắc và hoành tráng tại đây. Đây là một thời khắc tuyệt vời, tôi thường đến khu vực này từ rất sớm để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa. Bằng cấu trúc kim loại, cao 85 mét, cây thông Noel này được sách kỷ lục Guinness công nhận là cây thông Noel nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới. Năm nay, cây thông Noel do công ty bảo hiểm lớn nhất Brazil thiết kế đã nổi bật với những chiếc chuông cùng hình ảnh các thiên thần lung linh và những ngọn nến lấp lánh từ 3,3 triệu bóng đèn đủ màu sắc. Với người dân Rio de Janeiro, việc thắp sáng cây thông hàng năm đem đến không chỉ không khí Giáng sinh vui vẻ, mà hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, bởi đó chính là biểu tượng của hòa bình, sự đoàn kết đối với toàn thể nhân loại. Những hình ảnh rực rỡ của cây thông Noel nổi ở Brazil đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày Chủ nhật, mùng 2 tháng 12 năm 2012 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới thật hiệu quả. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.